chào tất cả anh em nha. Cây lục vừng này là những cái cây mà tôi đào trong một cái lô cao su đấy anh em. Thì có cái video mà đào những cây lục vừng làm bonsai trong lô cao su đấy. Thì cái này mới cách đây tôi cắt dập hết lại anh em này. Cắt dập để mình làm những cái cây rụt rịt đấy anh em. Ui dồi, cái vết này nó kéo sẹo anh em này. Cái cắt nó có nghĩa là nó kéo sẹo này, nó có nghĩa là cái bộ rễ phía dưới là nó đang phát triển anh em. Cái này mới lên chậu cho nó khoảng chắc được tháng hơn tháng. Cái dòng này lá rất nhỏ nha anh em nhé. Chú bonsai rất đẹp. Những cây này mình tạo kỹ thì nó tạo thành những cái cây rất giá trị luôn anh em ạ. Cái cây này mà mình mà trồng từ hạt và mình làm được một cây thế này thì phải mất mấy chục năm anh em ạ. Hôm nay trời nó mưa, tiện mang nó ra làm với mình. Cái này là tôi trồng theo một cái dáng hoành anh em ạ. Nó nằm ngang chậu. Cho nó phóng ngang ra đây luôn. Này lấy cái dây đưa cái cành này xuống. Những cái cành này mình bấm hết lại anh em ạ. Để cho nó bấm đâm dăm nha anh em ạ. Những cái đoạn này mình bấm lại hết. Bấm cây mình bấm vào những cái lách, nó có những cái lách lá này anh em này. Bấm là bắt đầu nó dăm mầm vào những cái lách này. Bấm cái đọt này. Nói chung là làm cây này thì phôi đẹp mình làm rất nhanh thành cây anh em ạ. Còn phôi xấu thì nó tốn thời gian hơn. Còn cây nào thì nó cũng đẹp hết. Những cây này thì chỉ có bấm là đẹp thôi chứ còn không phải làm nhiều. Cái này thì chọn mặt này là mặt chính. Đây, mặt chính. Vừa rồi nó có cái cành ở đây này, đâm vào mắt mình là tôi cắt nó đi rồi. Mặt chính thì thường thường nó thông thoáng này. Bây giờ tôi bấm đọt hết những cái cây này thì anh em xem cho nó vui nhé.
đây anh em, tôi muốn định hình cho nó một số cành anh em này. Cành này mình cho nó phóng ra đây luôn. Nó là cây hoành mà thì nó cứ bay ngang mặt chậu. Cây này thì nếu mà tạo thì trong vòng 1-2 năm nữa là nó thành một cây hoàn thiện anh em ạ. Nó quan trọng là nó bổ rễ nữa. Tại vì những cây này khi tôi khai thác là ra cắt cụt hết rễ anh em ạ. Bổ rễ thì phải 2 năm nữa. Thì cây này nó là một cây đẹp. Khi hoàn thiện rồi ấy thì cành, tay cành nó hoàn thiện rồi thì bắt đầu mình mới thả nước anh em ạ. Được vừng thả nước là nó bung hoa thôi. Mình cho nó bung lụa hết cành nhá. Nó phát cành nhá. Thì những cây này nó già thì nó sẽ ra hoa anh em ạ. Chăm bón tốt rồi. Như cái cây này mà nó nằm khoảng từ giờ đến Tết anh em ạ. Đây này, những cái đọt tôi bấm này này, nó sẽ bung ra, nó tỏa ra rất nhiều giâm chi. Và khi đến Tết ấy, mà nó chưa ra hoa mà mình muốn chơi cái này, mình chơi Tết ấy, thì mình ngắt hết lá đi. Thì nó bung lọc ra đẹp. Mê hồn luôn anh em ạ, lọc vừng. Lọc vừng mà nó ra lọc thì đẹp lắm. Mà cái dòng mà rụt dịp này thì chơi lọc thì tuyệt vời luôn. Những cây này rất khó tìm anh em ạ. Một con logo su là tôi thấy ưng ý nhất cái cây này. Tôi đào một số cái lộc vừng rụt rịt đây thì hiện tại giờ thì nó chỉ còn 3-4 cây thôi, tôi giao lưu hết. Một vài cái này thì tôi giữ lại. Video tôi chia sẻ đây, tạm biệt tất cả anh em nhé.